Nói thế nhưng mà chính người Kinh có nhiều cái phải học dân tộc đấy. Chẳng hạn như múa xòe ở Tây Bắc, nếu mà người Kinh mà ứng dụng được thì khỏe người quá đi. Việc gì phải đi tập dục đâu nữa. Bà cứ nói đi, em đang quay một đoạn clip ngắn của hai chị người Mông đang ăn sáng với tôm đấy. Các chị là đại diện cho dân tộc Mông, của Mông Hà Giang. Ngôi nhà của Mông Hà Giang. Thời gian thì tôi đi nhiều, đi hàng chục lần rồi, các huyện, các huyện không thiếu một ai. Ra thì đi Đồng Văn, Trường Nam Mát. Vâng, Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạc, Vị Xuyên, đấy, Bắc Mê. Thế mà mỗi đi hàng chục lần rồi nhưng lại chưa vào đúng dịp kìa, chờ tình khâu ai. Ấy thế mới 10 lần đi rồi mà chưa đến cầu. Tôi cũng đã được đi nhiều rồi các bạn. Vâng. Chưa đâu có cái cảnh đẹp như Hà Tĩnh cả. Tôi nói đến cái dãy núi Ngàn Hống mà xem. Đúng đời nó trẻ lại nhiều lắm. Mà chả thích đi quan trước triều đình đâu. Úi giời, tôi nghĩ cái dạo này đang đọc câu chuyện là cái gì Ngàn Hống ấy, nó gọi là gió Ngàn Hống, đang nói về sự nghiệp của ông Nguyễn Công Trứ. Tài quá như gặp cái triều đình nó dở ra. Triều đình nhà Nguyễn lúc bây giờ nó quá dở, cho nên là đành ông ấy phải vất vả. Cứ lên lại xuống, nhưng cuối cùng đến lúc nghỉ hưu là 70 tuổi, ông vẫn lấy được bà 23 tuổi ở quê. Ông ấy tám vợ tất cả mà như vậy 16 người con, nhưng ông ấy chả nuôi được người con nào cả. Vì ông ấy niêm khiết. Ông ấy chỉ có mỗi điều là như vậy, nghĩ đến dân, đến nước. Thế như gặp cái thời điểm mà vua, chúa nó kém quá. Thì như vậy ông cứ nên trầm xuống bỏng. Bạn của ông có ông Nguyễn Siêu và ông Cao Bá Quát là người nhất nhì Việt Nam vào cái giai đoạn đấy. Giai đoạn tự đức. Mà cuối cùng nó khuyên ông ấy chả nghe, ông cứ nao à, mà nhẽ bị chết gì nè, nhẽ bị cái quan tham giết gì nè. Tôi cảm tưởng là như vậy. Tôi vào Hà Tĩnh tôi đi thăm khắp cả, mà tôi cảm đến cái vùng đấy là tôi thấy đẹp nhất Việt Nam, chưa đâu đẹp bằng cả. Thông Vút, thông Gieo, Ngàn Hống, không, cái thung lũng ấy gọi là thung lũng Ngàn Hống. Mà cái ông Cao, ông Nguyễn Công Trứ này quê ông ở đấy. Đến lúc khi nào ông ấy đến đấy để chết. Ông bảo tôi 16 đứa con thì có nuôi được đứa nào. Toàn vợ nuôi thôi. Mà đến đâu là chầu văn đấy, nào ấy đấy, mà chết được cái đấy, cho nên là cứ mặt bắp này. Giờ tông mình một tháng ở đây thì một người được mấy tiền, tỉnh trả cho mấy tiền là chị? Được họ tỉnh trả cho một người ở đây được mấy tiền? Ở đây thì mình ở đây thì cũng không có lương, nhà nước chỉ hỗ trợ mấy ít thôi. Một ít là bao nhiêu? Hỗ trợ mỗi người 2 triệu. 2 triệu hả? Thì dân tộc nào cũng vậy hả? Dân bản mạng cũng thế. Làm này thì nhà nào cũng thế. Rồi. Là nhà của mình đấy là bao nhiêu người ở? Ở đây 8 người ạ. 8 người ạ, dân tộc Mông. 8 người sinh sống ở đây. Thế là cùng một xã hả? Anh em cùng một xã hả? Cùng một xã, một làng. Một làng. Làng gì ở? Làng mình là làng gì ở trên đây? Trên đấy đây chỉ có mẹ Lâm Rủa làng Lương thôi. Làng Lương. Vâng. Thôi chào anh chị nhá. Ta đi làng khác. Đi xuống. Đây có cái gì đây mình? Giới thiệu bạn hả? Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sắc Màu Dân Tộc của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, người Mông là một trong những tộc người vẫn giữ được gần như nguyên vẹn bản sắc văn hóa truyền thống trong cuộc sống hội nhập hiện nay. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu đôi nét về văn hóa dân tộc Mông, góp chung vào bảng màu đa dạng của 54 dân tộc anh em trên mảnh đất Việt Nam.
cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, người Mông là một trong những tộc người ít bị mai một hơn về bản sắc văn hóa truyền thống. Trong dòng chảy của cuộc sống, sự tiếp biến văn hóa đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Người Mông vẫn giữ gìn và bảo tồn tốt phong tục tập quán, tôn giáo tín ngưỡng, tiếng nói và văn hóa nghệ thuật. Một trong những nguyên nhân lý giải cho điều này là do cá tính tộc người và sự tự tôn dân tộc rất cao, giúp họ luôn gìn giữ được gần như nguyên bản những nét văn hóa cổ truyền. Người Mông là một dân tộc rất nổi tiếng, có từ thuở sơ sử, tiền sử, cho nên là họ là dân tộc rất là dũng cảm, chống ngoại xâm, chống sự bành trướng của người Hán. Chi à? À đây là nấu rượu à? À rượu ngô à? 60.000 một lít à? À đây này, đây là cái lò rượu ngô nhá, người Mông nhá, rất đặc trưng nhá. Lên Hà Giang cũng thế này đây. À, rất đặc trưng của rượu Mông Ngô Hà Giang. À. Đây là cô gái người Mông của Vị Xuyên. Phải không? Mình Mông Vị Xuyên à? À đây. À rồi rồi rồi, úi giời tôi tuyệt vời gì bạn nữa. Tôi lên người lên Hà Giang rất nhiều lần rồi đó. Vâng. Uống rượu ngô rất nhiều rồi. Nhưng mà nó khác ở rượu ngô ở Hà Giang với rượu ngô ở đây là khác. À đúng rồi, hai cái khác nhau. Đây là ở trên đấy về thì người ta mua men tàu về làm thôi, còn ở đây thì men là lấy lá cây trên rừng về được bỏ từ làm thôi. À đấy. Nên là rượu này uống say nhưng mà không đau đâu. Nhập đi ạ, hơi nhập đi. Mua thôi không được ạ. Nào, uống. À đấy. Người Mông là hòn, chúc cái đồng bào mình luôn luôn phát triển nhá, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Mông nhá. Đấy, đặc trưng nhất là cái nồi rượu nha, vùng Mông.